Vâng, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn cho bạn cách test điện thoại chúng ta xem có wifi 5G hay không để sử dụng được những cái mẫu máy bay điều khiển Flycam sóng 5G ha. Đối với những cái mẫu sản phẩm iPhone á thì mình sẽ không đề cập tới, bởi vì iPhone á thì nó mặc định là từ 5S trở lên là có wifi 5G rồi ha. Cho nên bạn nào có những iPhone từ iPhone 5S trở lên thì chúng ta không cần cái check cái wifi 5G. Riêng đối với những cái sản phẩm Android thì chúng ta cần phải check wifi 5G trước khi bạn mua sản phẩm máy bay về. Vì nếu không có wifi 5G thì các bạn mở wifi lên thì nó sẽ không hiện cái wifi của chúng ta. Rồi, thì đầu tiên chúng ta cần phải tải cái wifi 5G về ha. Thì các bạn vào cái app CH Play của chúng ta. Đây, chúng ta vào app CH Play. Và các bạn gõ giùm mình với từ khóa là 5G headset ha. Cách tester. Đó, sau đó các bạn sẽ thấy cái mục đầu tiên này, nó có cái hình icon màu trắng đen nè, để ta chọn vào, và chúng ta tải về và cài đặt thôi. Đó. Thì sau khi mà tải về cài đặt xong thì các bạn sẽ mở lên ha. Thì do đây mình cài đặt sẵn rồi. Đó, cho nên mình chỉ mở cho bạn thôi. Đó. Để mình thoát cái này ra ha, mình mở lại ha. Đây, mở lên nè. Thì khi mở lên thì nó sẽ có hình như thế này ha. Và chúng ta chỉ cần bấm chép 5G thôi. Nếu mà nó not support á, tức là nó chớp màu đỏ thì là cái điện thoại của bạn không có 5G. Đây. 5G not support. Đó, thì là điện thoại của chúng ta sẽ không có 5G, thì nó sẽ chớp màu đỏ như vậy ha. Bây giờ mình sẽ mở tiếp điện thoại tiếp theo. Đó, thì đây là điện thoại tiếp theo của mình ha. Chúng ta bấm chép. Đó, nó hiện màu xanh 5G headset support. Tức là điện thoại của bạn có 5G, một bên đỏ, một bên xanh. Đỏ thì là not support ha. Đây là support nè. Đó. Rồi, thì để kiểm tra thì mình sẽ test cái kiểm tra ha. Ở trên để kiểm tra thì mình sẽ test kiểm tra trên điện thoại của ta thông qua cái máy bay có phát wifi 5G ha. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái máy bay 5G thôi. Máy bay này là X104G ha. Máy bay giá chỉ 1.650.000 thôi, mà nó có GPS của hãng MZX ha. Đó, giá rẻ có GPS cho các bạn nào mà thích cái mẫu này. Đó, thì bây giờ mình sẽ test thử ha. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái điện thoại thứ nhất lên. Đó. Đó, mình sẽ mở điện thoại thứ nhất lên nè. Mình đang bật wifi nè. Đó, mình sẽ để đây. Đó, sau đó mình sẽ mở cái điện thoại thứ hai. Đây, đây là hai cái điện thoại của chúng ta ha. Đấy, một điện thoại bên trái là không có wifi 5G nên nó sẽ không có hiển thị cái 5G wifi lên. Đó, hiện điện thoại bên phải nó có 5G nên nó hiển thị cái wifi là RON 2A26A4D nè. Đó, cái tên wifi mà máy bay này. Đó, tên wifi mà máy bay này phát ra. Đó. Đó, thì nói chung thì cách nhận biết wifi 5G thì khá là dễ. Chúng ta chỉ cần tải về cái app đó. Đó, nếu hiện màu đỏ là không có 5G, hiện màu xanh có 5G thì chúng ta có thể mua những mẫu máy bay wifi 5G thoải mái ha. Rồi, thì các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh. Mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới đó và giới thiệu bạn trong những video tiếp theo ha. Clip này thì mình chỉ giới thiệu cho bạn biết thôi, bởi vì có rất nhiều bạn hỏi tại sao khi điện thoại của bạn mua về mà chúng ta không được kết nối được với wifi, thì các bạn nghĩ là cái máy bay của chúng ta bị lỗi, nhưng thực chất là do cái điện thoại của chúng ta nó không cái đáp ứng được cái nhu cầu 5G ha, mà nó chỉ có 4G trở xuống thôi. Đó. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn.